Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động thành phố nha. Trưa hôm nay em cũng lên nhanh thêm một cái video nữa ha. Video này cũng khá là trẻ rồi, cho nên em sẽ nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em cũng như là nói nhanh về cái thành phần giới thiệu máy nha. Ở đây em xin phép một phút để nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng di động thành phố chuyên điện thoại giá rẻ với link phụ kiện. Facebook cũng như trên nền tảng YouTube thì quý khách hàng có thể gõ tên cửa hàng em, đó là Di động Thành Phú, để nhận được những cái thông tin cũng như là những chương trình báo giá cũng như là những cái video mà báo tình trạng máy bên em nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971172105. Bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này thôi. Thời gian làm việc bên em thì từ 7:30 sáng cho đến 8:30 tối. Trong thời gian làm việc quý khách hàng cứ gọi trực tiếp số điện thoại này giúp em nha. Bên em thì không nhận cuộc gọi bên Zalo nha. Zalo bên em chỉ nhận tin nhắn thôi. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi từ nhà sản xuất, và bên em sẽ có gửi hàng toàn quốc với 40.000 tiền phí vận chuyển. Và những đơn hàng gửi đi xa thì bên em sẽ nhận cọc trước, đó là 50.000, 100.000, sau đó bên em sẽ gửi hàng đi nha. Nhận cọc bao nhiêu thì em sẽ trừ ra trong tiền máy bấy nhiêu, và trước khi thanh toán thì mình sẽ được khui hàng kiểm tra trước nha. Dạ rồi, cũng không làm mất thời gian của mọi người, mình sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay nha. Đó là Oppo A53. Thì hiện tại ngày cái video ngày hôm nay em sẽ lên cho quý khách hàng tất cả những cái dòng máy giá rẻ bên cửa hàng em luôn, ví dụ như A23 nè, hoặc là những cái dòng như là M23 nè, đấy M23 5G ấy, những cái dòng này. Nói chung là đầm giá ngày hôm nay thì nó sẽ là dưới 4 triệu là đa số nha. Đây là Oppo A53. Hiện tại A53 thì em sẽ có tặng đầy đủ phụ kiện luôn, cốc cáp sạc, tai nghe, ốp lưng trong đây nha mọi người nha. Đấy, gọi là đầy đủ phụ kiện. Máy thì ở đây bên em nó sẽ là bản RAM 4GB và bộ nhớ sẽ lên đó là 128GB nha. RAM 4, bộ nhớ 128GB. Đấy, Oppo A53 nha. Ở đây hiện tại Oppo A53 thì em sẽ có hai phiên bản màu, phiên bản màu đen cũng như là phiên bản màu xanh. Dòng này là nó là dòng giá rẻ nha mọi người nha. Giá rẻ tình trạng là mình sẽ bao được zin đẹp kem khoảng tầm 98-99%. Đấy. Phụ kiện thì nó sẽ là như nhau hết. Nó sẽ có hai cái mã màu cho quý khách hàng lựa chọn, đó là cái mã màu xanh cũng như là cái mã màu đen. Đó là hai mã màu của Oppo A53. Những dòng này thì hiện tại bên em đang bán ra chỉ có 1.850.000 thôi nha. 1.850.000 hai mã màu. Mã màu đen nè và mã màu xanh nha mọi người nha. Oppo A53 nha. Bản này thì nó sẽ là RAM 4GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Màn hình của nó sẽ được là 6.5 inch và độ phân giải của nó sẽ được là HD cộng nha. Nói chung là cái độ phân giải màn hình của con này thì nó hơi thấp một tí, nhưng mà bù lại thì nó là mức hàng giá rẻ cho mình cũng không quá yêu cầu cao được. Đấy, mức hàng giá rẻ nha mọi người nha. Sử dụng cho mình là hai SIM. Cam sau sẽ gồm có 3 cam, một cái đèn cái một cái cảm biến vân tay ở đây, đèn flash thì nó làm trong đây rồi nha. Được cái là pin của nó sẽ là pin 5000 nha mọi người nha. Con này thì pin của nó là pin 5000. Đấy. Oppo A53 nha. Con này thì nó phụ kiện kèm theo gồm có cốc cáp sạc, tai nghe. Nói chung là phụ kiện này là phụ kiện em tặng thêm vào thôi, chứ thực chất con này nó về nó sẽ không có kèm phụ kiện nha. Em sẽ giảm bớt cái độ sáng một tí nha. Nó về nó sẽ không kèm phụ kiện đâu. Đấy. Đây, tên thiết bị sẽ là Oppo A53 này, Android 10, RAM 4 và bộ nhớ sẽ là 128GB nha. Sử dụng cho mình là hai SIM. Những tác vụ như là Facebook, YouTube, Zalo này kia nọ thì phục vụ ok nha mọi người nha. Đấy, những con này thì chơi game thì nó hơi kém, thật chất là chơi game nó hơi kém tại vì đây là những cái con cấu hình từ trung bình thôi, chứ không gọi là khá nha. Cấu hình trung bình thôi, cho nên là chơi game thì nó hơi kém một tí nha. Đấy. Màn hình con này thì độ nhạy của nó sẽ được là 60Hz nha mọi người nha. Bộ độ nhạy nó được 60Hz, tức là cái độ nhạy con này thì nó không cao, nhưng mà bù lại thì mức giá này thì quá là hợp lý cho một con 128GB mà pin 5000, là một con máy khá là hợp lý nha mọi người nha. Pin 5000 hỗ trợ cho mình là sạc, có cốc cáp sạc, tai nghe, ốp lưng đầy đủ hết, và máy là máy được bao xin đẹp keng 99 nha mọi người nha. Đó là Oppo A53 nha, với mức giá là 1.850.000. Dòng này thì bên em vẫn hỗ trợ cho quý khách hàng lấy máy trần nha. Vẫn hỗ trợ lấy máy trần với mức giá chỉ có 1.700.000 thôi, tức là mình sẽ được trừ ra thêm đó là 150.000 nha. Tiếp đến, vì ở đây em sẽ có về được một cái lô Samsung M23 phiên bản Hàn, hay mình còn gọi là Buddy 2 á. Dòng này là dòng Buddy 2, thì cái phiên bản quốc tế của nó mình sẽ gọi là M23. Đây, em sẽ giảm bớt độ sáng một tí nha. Đây là những con máy cực kỳ rẻ luôn. Hiện tại bên em đang bán ra tặng đầy đủ phụ kiện, có ốp lưng nè, rồi có sạc nhanh, có wireless SIM. Thì hiện tại bên em đang bán ra chỉ có mức giá là 2.600.000 thôi. Con này sở hữu cho mình là RAM 4GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 128GB. Đặc biệt cái bản Buddy 2 hay mình còn gọi là cái bản M23 5G này á, thì nó sở hữu cho mình cái màn hình của nó lên đó là 120Hz, cho mình chiến game chiến đồ gọi là cực kỳ mượt mà, hoặc là xử lý ứng dụng cực kỳ mượt mà nha mọi người nha.
Đấy, màn hình của nó độ rộng sẽ được là 6.6 inch. Nó sở hữu cho mình là cái màn hình là một độ nhạy 120Hz. Cái độ hiển thị của nó sẽ được là Full HD cộng nha. Đấy, cái tần số quét 120Hz thì khi mình chơi game chơi đồ là thoải mái nha. Nhưng cây RAM con này nó hơi thấp một tí. Bù lại là con chip của nó là con chip cao nha. Đấy, cây RAM thì nó chỉ có RAM 4GB thôi. Bộ nhớ của nó sẽ được là 128GB. Nhưng bù lại nó sở hữu cho mình là Snapdragon 750G nha. Đấy, sử dụng là một SIM phiên bản hàng nha mọi người nha. Đây, mình sẽ vào thông tin đây. Bộ nhớ này 128GB là RAM 4GB. Với mức giá chỉ có 2 triệu 6 thôi, mình có được tặng kèm sạc nhanh là một chiếc ốp lưng và một que lấy SIM nha. RAM 4 nha mọi người nha. RAM Plus mở rộng tương đương là khoảng tầm RAM 4GB nữa thì tương đương khoảng tầm RAM 8GB nha. Đấy. Dòng này khá là ok, thực chất là luôn cái dòng này thực chất là nó khá là đẹp nha. Camera sau này nó sử dụng có 3 cam và cam chính của nó sẽ được là 50 megapixel nha. Nó cảm biến vân tay bên trong nút nguồn. Mình sẽ check luôn cái camera của nó nha. Đây, camera nó khá là đẹp nha mọi người nha, bắt nét rất là nhanh. Đó. M235G nha mọi người nha. Hay mình còn gọi là phiên bản hàng á thì nó sẽ gọi là Buddy 2. Thì nói chung là nó khác cái tên gọi thôi chứ còn thực chất là nó cùng một cấu hình cả, nó khác cái tên gọi thôi tại vì bên Hàn Quốc người ta gọi là Buddy 2. Nhưng mà nếu mà về cái mã Việt Nam á, mà về mã quốc tế thì sẽ gọi là M235G nha. Đây cái thông số này. Buddy 2 nè. Android con này đặc biệt luôn, cái con này lên được Android 14 nha. Hiện tại bây giờ những con máy mà dưới mức 3 triệu đồng mà sở hữu Android 14 thì em thấy là cực kỳ ít, thực chất luôn cực kỳ ít nha mọi người nha. Con này là M235G sở hữu khá là ok luôn. Tình trạng máy thì mình đánh đồng là khoảng tầm 98%. Đấy, nó vẫn có xem nhâm sức nhẹ nha. 98% mà mức giá là chỉ có 2 triệu 6 thôi. Pin được pin 5.000. Đấy, những con này gọi là khá là ok nha mọi người nha. Cấu hình cực kỳ mạnh luôn, chiến game chiến đồ là ở đây tất tần tật là em bao full hết nha mọi người nha. Chiến game chiến đồ là bao full hết luôn. M235G nha. Phụ kiện thì em sẽ có tặng kèm ốp lưng nè. Đấy, tặng kèm ốp lưng cũng như là một bộ sạc nhanh rồi nha. Con này thì hiện tại ở bên thị trường Hàn Quốc á, nếu mà quy ra tiền Việt Nam thì nó đang bán với mức giá khoảng tầm 7 triệu mốt nha mọi người nha. Đó đó là máy mới ở tại thị trường Hàn Quốc. Đấy, thì máy ở Việt Nam thì cũng mức giá khoảng tầm đấy mọi người. Nếu nếu như mà là máy mới, nó sẽ có nhiều phiên bản. Con này nó sẽ có phiên bản RAM 6GB nữa nha. Nó sẽ có một phiên bản là 6 trên 128GB nữa, còn phiên bản 4 trên 128GB thì hiện tại trên tay em đây. Đây 4 trên 128GB thì ở đây rồi. Con này cái điểm mà nó đáng tiền nhất mà em đánh giá cao đó là đầu tiên nó là cấu hình 5G mức giá dưới 3 triệu đồng và nó sở hữu cho mình là một cái màn hình 120Hz và Android 14 nha. Đó là ba cái điểm mà gọi là nó ăn tiền nhất trong cái tầm giá này. Chỉ có 2 triệu 600 ngàn thôi. Con này thì nó sẽ gồm của em có ốp lưng cũng như là một bộ sạc nhanh. Nếu như quý khách hàng không lấy phụ kiện cứ trừ ra giúp em luôn 100 ngàn thì chỉ còn có 2 triệu rưỡi thôi nha. Tiếp đến nữa là một cái dòng iPad thì hiện tại ở đây em đã về thêm được iPad Gen 5 nha mọi người nha. Trên tay em đây là iPad Gen 5 thì nó vẫn về được hai cái phiên bản màu của nó. Màu xám đen tức là màu Ray nè. Đấy. Màu Ray và màu bạc cho mọi người nha. Hiện tại bây giờ cái Hello E2 á, cái hàng iPad E2 thì bên em đã bỏ mã rồi. Bên nó không về thêm cái hàng E2 nữa nha mọi người nha. Thay vì E2 thì bên em sẽ thay thế vào đó là Mini 4, nó mạnh ngang ngửa E2 mà mức giá của nó rẻ hơn. Đấy, còn cái hàng E2 thì nó không xuống giá mà cái cấu hình của nó thì vẫn vậy thôi, nó vẫn bằng một con Mini 4 mà mức giá của nó thì không xuống cho nên là bên em đã thay thế Mini 4 bằng một con E2. Và nếu như quý khách hàng muốn màn hình to thì chọn một con Gen 5. Tại vì Gen 5 này cấu hình của nó mạnh hơn E2 rất là nhiều nhưng mà bù lại thì mức giá nó chênh lệch không bao nhiêu. Ví dụ như một con E2 nó cũng khoảng tầm 2 triệu 6 cho full phụ kiện và 2 triệu 4 cho máy trần. Mà con này thì nó chỉ có 3 triệu 3 thôi, nó sẽ chênh lệch nhau chưa đến 1 triệu đồng, chênh lệch nhau chưa đến 1 triệu đồng. Nhưng mà sở hữu một con này thì cấu hình của nó cao hơn, nó lên được iOS 16 còn con kia iOS 15. Đấy, máy những con này thì pin là pin bực bao trên 90%. Đấy, trong khi E2 thì mình pin mình chỉ được bao trên 80 thôi mà mức giá thì nó chênh lệch cả triệu đồng, mà con này iOS 16 nữa, con kia iOS 15, tức là nó chênh lệch nhau khá là nhiều. Cho nên ở đây thì em sẽ lên hẳn luôn cái con iPad Gen 5 luôn. Con này là iPad Gen 5 máy Nhật, bộ nhớ 32GB nha mọi người nha. 32GB bản Wi-Fi 4G luôn. Máy nguyên zin và được pin được bao trên 90%. Màn hình của nó thì vẫn là 9.7 inch thôi. Bao da phụ kiện thì sẽ gồm có bao da cũng như là sạc cáp rồi nha. Đấy. RAM với ROM thì của nó sẽ được là ROM 32GB, tức là trừ cái bộ nhớ hệ thống này nó cũng phải còn trên 20GB cho mình lưu trữ. Những cái tác vụ như là Zalo, Facebook, YouTube, TikTok hay là những cái tác vụ đánh game, chơi game Liên Quân, chơi game PUBG hay là chơi game Free Fire Mobile, chơi những game mà tự game bắn súng á thì chiến game gọi là mượt mà và thoải mái luôn, khỏi lo lắng gì hết. Chiến game ok luôn nha mọi người nha. Về camera để thực hiện cuộc gọi video call thì cũng rất là rõ nha.
Đây camera để mình thực hiện những cuộc gọi video call cũng rất là rõ đây. Khá là ok cho cái mức tầm giá này. Với mức giá chỉ có 3 triệu 3 tặng đầy đủ phụ kiện luôn. Đặc biệt thì lô này quý khách hàng không lấy phụ kiện, tức là mình không lấy bao da, không lấy xà cáp, bên em sẵn sàng trừ ra 200 ngàn cho mình thì chỉ còn có 3 triệu mốt thôi nha. Một con máy xin đẹp keng nha, iPad Gen 5. Chiến game, chiến đồ hay là những cái chương trình học online là thoải mái luôn nha. Đấy, iPad Gen 5 nha mọi người nha. Với mức giá sẽ là 3 triệu 3 cho full phụ kiện. Và ở đây thì bên em tiếp tục về được cái hàng iPhone. Ở đây thì iPhone 12 Pro Max nha. Hiện tại 12 Pro Max thì bên em về khá là nhiều. Đấy, iPhone 12 Pro Max thì hiện tại bên em chỉ về được phiên bản 128GB thôi. Máy thì mình sẽ đánh đồng cho quý khách hàng là khoảng tầm 98, 99, nói chung là khoảng tầm 98 thôi, tại vì iPhone 12 Pro Max thì cái khung xương này nó sẽ bị nhâm. Đấy, khung xương nó sẽ bị nhâm. Phiên bản 128GB bên em tặng đầy đủ phụ kiện, có ốp lưng, có cường lực nano, có sạc nhanh, thì hiện tại bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 11 triệu 600 ngàn. 11 triệu 600 ngàn. Và phụ kiện của nó thì sẽ gồm có là cốc cáp sạc nè, rồi ốp lưng cường lực. Riêng quý khách hàng không lấy phụ kiện, tức là phụ kiện những con này nha, riêng mình không lấy phụ kiện, hiện tại bên em đang giảm cho quý khách hàng là 300 ngàn tiền phụ kiện. Tức là không lấy phụ kiện mình sẽ được giảm 300 ngàn nha mọi người nha. Đấy, 300 ngàn. Ở đây thì màu xanh rêu thì nó khá là đẹp hơn cái mảng màu vàng gold, tại vì cái màu vàng thì khi mình so với ánh đèn thì mình sẽ thấy khung xương nó hơi nhăm nặng ấy. Đấy, tại vì cái mỏ màu vàng nó là màu sáng, mình nhìn cái kiểu nhăm nó sẽ dễ thấy hơn. Đấy. Dạ xin lỗi quý khách em có cuộc gọi ngang. Đây mình quay lại với dòng 12 Pro Max 128GB nha mọi người nha. Nếu như máy trần thì hiện tại những con này bên em đang bán là chỉ có 11 triệu 300 ngàn thôi. Máy thì em sẽ bao cho quý khách hàng là nguyên zin hết nha mọi người nha. Riêng đặc biệt pin em sẽ bao cho quý khách hàng đó là pin trên 80%. Riêng pin thì em sẽ bao là pin trên 80 hết nha mọi người nha. Đấy, tình trạng là máy nó có hơi nhăm nhăm khung xương thôi. Đấy. Mình lấy full đầy đủ phụ kiện, nhiều gồm có cốc cáp sạc, ốp lưng cường lực, thì cộng thêm giúp em là 300 ngàn là 11 triệu 600. Đấy, mức giá thì hiện tại em bán ra là 11 triệu 600. Nếu như mình không lấy phụ kiện thì cứ trừ ra thôi. Ở đây em vẫn nhận trừ ra cho quý khách hàng, sẵn sàng trừ ra cho quý khách hàng đó là 300 ngàn. Thay vì lúc trước là trừ ra 150 ngàn, nhưng mà đợt này thì bên em đang khuyến mãi, có rất là nhiều khuyến mãi. Giống như cái hàng S22 Ultra thì bên em đang giảm đi 500 ngàn một máy nha. Đấy. Còn những con này em giảm phụ kiện lên là 300 ngàn tiền phụ kiện cho quý khách hàng luôn. Máy đặc biệt là máy quốc tế chuẩn, không dính bất kỳ một cái tài khoản nào hết. Màn hình tru tông đầy đủ nha mọi người nha. Đấy, từ hàng iPhone 7 trở lên thì nó sẽ có iPhone 7, iPhone 8 trở lên thì nó sẽ có cái tru tông này, iPhone 8 nhé. Trở lên nó sẽ có cái tru tông này cho mình test rồi. Đấy. Tất cả đều là máy zin quốc tế chuẩn hết. Face ID này kia nọ là đầy đủ nha mọi người nha. Pin thì mình sẽ được bao là pin trên 80%, giống như coi này hiện tại trên tay em là pin 85% nè. Đấy. 11 triệu 300 ngàn cho máy trần nha mọi người nha. iPhone 12 Pro Max phiên bản 128GB nha. Ngoài ra thì phiên bản 512GB thì bên em vẫn đang có nha. Phiên bản 512GB thì bên em vẫn đang giảm tiền phụ kiện lên đó là 300 ngàn, thì là 11 triệu 600 ngàn nha mọi người nha. Ấy 12 triệu 600 ngàn em nhầm ha. Tại vì cái phiên bản 512GB nó cao hơn những con này lên đến là khoảng là 1 triệu 3 lần nha. Đấy. Nó là sẽ là 12 triệu 600 ngàn cho máy trần, hoặc là 12 triệu 900 ngàn cho full four box đầy đủ phụ kiện nha. Ngoài ra thì những cái mã như là Samsung S21 Plus á, thì như ngày hôm qua em đã giới thiệu cho quý khách hàng rồi, S21 Plus thì bên em có khá là nhiều. Hiện tại bây giờ em chỉ có mã màu đen thôi. Còn hàng Note 20 thì em cũng có mã màu đen phiên bản Mỹ nha mọi người nha. Nó dao động mức giá từ 5 triệu 330 ngàn cho đến là 5 triệu 9. Thì những cái mã đó thì em đã giới thiệu ngày hôm qua khá là nhiều. iPhone 6S thì bên em sáng nay em về thêm được một lô nữa. Đây là những con 6S máy zin. Đấy, hàng này là hàng zin nguyên luôn. Hiện tại bên em đang bán ra máy trần là 1 triệu 300 ngàn. Hàng này thì em không bao pin nha mọi người nha, tức là em không bao pin, tại vì cái pin theo máy của 6S đến thời điểm bây giờ nó cũng đã gần xem chục năm mà. Đấy, cho nên là những cái con pin này thì chắc chắn rồi, bây giờ nó sử dụng chỉ có nghe gọi tạm thời thôi, chứ nó không chất lượng được. Hoặc là mình muốn thay pin mới thì cứ cộng giúp em là 150 ngàn nha mọi người nha. Muốn thay pin mới cộng giúp em 150 ngàn. Còn máy trần này hiện tại bên em đang bán ra chỉ có 1 triệu 3 thôi nha. Mình về sử dụng nghe gọi, còn nếu mà mình sử dụng mạng thì chắc là nó sẽ tuột rất là nhanh, tại vì pin của 6S nó theo máy đã gần chục năm rồi. Đây là pin theo máy luôn, những con này pin này nè, pin theo máy luôn. Nó vẫn sẽ báo trên 80% nhưng mà thực chất là cái tuổi thọ của nó đã không còn sử dụng được nữa. Chắc chắn là mình phải báo như vậy luôn cho nó ngay thẳng với khách hàng ngay từ đầu. Nếu như quý khách hàng muốn thay pin mới thì pin mới bên em sẽ bảo hành pin. Đấy, còn pin theo máy này bên em sẽ không bảo hành pin. Thực chất pin theo máy này có nhiều con nó rất là cao luôn. Đấy. Giống như con trên tay của em này nó được còn được 86% luôn, nhưng mà thực chất vừa bên em vẫn đảm bảo cho quý khách hàng pin này sử dụng không được. Đấy, tại vì pin này nó đã hết tuổi thọ rồi.
6S ra cả chục năm rồi, pin này nó đã hết tuổi thọ rồi. Những con này hiện tại bây giờ sử dụng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok này kia nọ, chiến game, chiến đồ thoải mái, vẫn còn ok luôn nha mọi nha. Đấy, bán mức giá máy trần không kèm bất kỳ phụ kiện gì hết, vậy là chỉ có 1 triệu ba thôi. Bản quốc tế 32GB, máy xinh đẹp chuẩn nha. Đấy, còn nếu như mình muốn hỗ trợ mà thay pin mới và lấy đầy đủ phụ kiện thì cộng giúp em là 300 ngàn, là 1 triệu 6 nha. Đấy, cho quý khách hàng lựa chọn. Hoặc là Redmi Note 13R. Redmi 13R không có Note nha, em nhầm. Redmi 13R 5G thì hiện tại ở đây em sẽ có được 3 phiên bản màu cho mình, đó là phiên bản màu xanh, phiên bản màu tím và phiên bản màu đen nha mọi nha. Redmi 13R nha. Ở đây em đang kích sẵn một cây rồi đây. Đây là Redmi 13R nha mọi nha. Camera sau sẽ được là 50MP nè, 13R 5G. Những con này thì chiến game chiến đồ là bao luôn nha mọi nha. Nói chung là bao chiến game luôn ấy. Bản này bên em thì sẽ là phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 128GB nha mọi nha. Nó là hàng full box. Máy này là máy mới hoàn toàn, bên em box siêu và kích hoạt nha mọi nha. Đấy. Box siêu và kích hoạt cho quý khách hàng. Phụ kiện thì bên trong nó sẽ gồm có là một bộ cóc cáp sạc nè và một chiếc ốp lưng em tặng kèm nha. Ốp lưng giờ em tặng kèm thôi chứ thực chất là theo máy nó sẽ không có ốp lưng đâu. Ốp lưng tự bên em bỏ vào thôi. Những con này là cấu hình rất là ok nha mọi nha. Đấy. Đầu tiên thì Android của nó sẽ là Android 13 nha. Con này sử dụng Android 13, bộ nhớ của nó sẽ là 128GB. Tên thiết bị sẽ là Redmi 13R 5G nha. Thông số này nó sẽ sử dụng cho mình là RAM 6 cộng 2. Con chip con này cực kỳ mạnh nha, Dimensity 6100 Plus nha. Dimensity 6100 Plus. Cái độ nhạy màn hình con này nó sẽ lên cho mình là 90Hz nha. Camera ra sau thì sẽ được là 50MP. Nó sẽ đánh trong một cái khung màu đen khá là to luôn. Cái màn hình con này cũng khá là to nha, 6.7 inch, cả miếng vân tay bên trong nút nguồn, và nó sẽ tích hợp cho mình một cái khung viền vuông. Cái khung viền vuông này là bây giờ em thấy đa số những dòng máy đều là khung viền vuông cả nha. Đấy, camera nè khá là nét nha mọi nha. Đây là mức của camera trước, nó vẫn sẽ có chế độ chụp ảnh ban đêm, chụp chân dung hay là xóa phông hay là AI này kia nọ đầy đủ nha mọi nha. Đấy, pin thì pin được 5000, nó hỗ trợ cho mình là sạc tối đa lên đó là 18W cho mọi nha. Nói chung là con này thì chuyến game là thoải mái luôn, với mức giá hiện tại bên em đang bán ra chỉ có 2.850.000 thôi. Lưu ý giùm em, đây là phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ sẽ lên đến là 128GB máy mới hoàn toàn nha. Và đó là những cái dòng sản phẩm mà em muốn giới thiệu cũng như là báo giá cho quý khách hàng trong cái chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra thì những bên em còn rất là nhiều cái dòng sản phẩm khác, thì trong những cái chương trình video hàng ngày bên em sẽ báo giá từng loại nha. Quý khách hàng ở xa mua hàng cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình giúp em, đó là 0971172105 nha. Em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa hôm nay của em nhé.